kinh nghiệm 20 năm bán rau để đầu tư chứng khoán, người đàn ông lại liên tục trong suốt 15 năm không tìm mây trên trời mà đào vàng dưới đất. Chiến lược đầu tư không bao giờ thua lỗ của người đàn ông này được lấy nguồn cảm hứng từ 20 năm bán rau. Anh đã thành công trong suốt 15 năm tham gia vào thị trường chứng khoán với mức lãi suất hàng năm đạt 20%, thậm chí có thời điểm anh đã thu lãi ở mức 40% mỗi năm. Thông thường, các nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm thường thích mua những mã cổ phiếu đang được nhiều người quan tâm với mức giá cao. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư của họ lại rất tệ. Người giàu thực sự nghĩ khác. Nếu nắm bắt cơ hội cổ phiếu giá rẻ đang tăng, họ có thể kiếm được mức lợi nhuận cao không tưởng và trở thành những nhà đầu tư thông minh trên thị trường chứng khoán. Gần trung tâm mua sắm ở dòng 2 thuộc thành phố Tân Bắc, Trung Quốc, một căn biệt thự 3 tầng rộng hơn 100 phút hai thuộc chủ sở hữu của A Trang. Ngày ngày người ta đều thấy người đàn ông này thong thả tưới cây, uống cà phê trước hiền nhà. Cuộc sống sung túc trong căn biệt thự khiến nhiều người ghen tị nhưng ít ai biết rằng 20 trước, A Cheng từng là một người bán rau ngoài chợ. Song giờ đây anh là một nhà đầu tư chứng khoán sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ. Câu chuyện làm giàu huyền thoại của A Cheng khiến nhiều người gọi anh là thần chứng khoán bán rau. Bỏ bán rau sau 20 năm để đầu tư chứng khoán. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, A Cheng đã bán rau trong suốt 20 năm. Ngày nào anh cũng dậy sớm từ 1 đến 2 giờ giờ sáng để lấy hàng và thường bán đến 3 giờ chiều hôm sau anh đã làm việc ít nhất 13 tiếng mỗi ngày trong suốt 20 năm. Trong quá trình buôn bán, A Cheng cũng chủ động tích lũy một khoản tiền nhỏ. Ở năm 40 tuổi, anh quyết định từ bỏ công việc bán rau vất vả của mình và bắt đầu lại cuộc đời. Nhiều người đề nghị anh mở một cửa hàng tại nhà để không phải ra chợ buôn bán tối ngày. Tuy nhiên A Cheng cảm thấy việc kinh doanh khiến anh bị bó buộc về thời gian. Vì vậy, anh quyết định trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm linh hoạt về thời gian hơn thay đổi công việc ở tuổi trung niên và lựa chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán đầy rủi ro trước khi thu được lợi nhuận. Vợ anh gây gắt phản đối quyết định này. A Chen cho biết vợ chồng anh cãi nhau đến mức chính anh muốn ly hôn. Song anh quyết định phải giải quyết ổn định cuộc sống trong gia đình trước khi có thể gặp rắc rối với việc chuyển hướng này. Anh đã phân tích và hứa với vợ sẽ trở thành một người chồng tốt, chăm sóc con cái và nhất định sẽ không để đánh mất khoản vốn này. Cuối cùng vợ của A Chen cũng miễn cưỡng đồng ý. Lãi liên tục trong 15 năm đầu tư chứng khoán. A à Cheng, người không có nhiều vốn, từng là một nhà đầu tư chứng khoán nghiệp dư khi còn bán rau, anh nhớ lại rằng mình đã từng đọc rất nhiều về những mã cổ phiếu sáng giá, nhưng lựa chọn đầu tư vào đó chưa hẳn là lựa chọn tốt. Ví dụ, năm 2000, dòng hàn và gender đều là những mã cổ phiếu đắt giá với mức 100 nhân dân tệ. Sau khi giá cổ phiếu đó ở mức cao nhất thì chỉ sau đó vài hôm nó bỗng rơi xuống đáy. Như một quy luật, giữ mã cổ phiếu này càng lâu với hy vọng phục hồi bạn sẽ càng mất nhiều tiền. Trên thực tế, A Cheng cho biết 20 năm làm nghề bán rau đã cho anh nguồn cảm hứng để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Mã cổ phiếu cũng như một mớ rau, mua vào cao nếu bán được bạn sẽ thu được lãi cao, ngược lại chi phí bỏ ra cao nhưng nhu cầu thị trường không cao thì bạn buộc phải hạ giá để bán nhằm lấy công làm lãi. Vì vậy, khi quyết định tham vào vào thị trường chứng khoán, anh đã xây dựng cho mình một chiến lược không bao giờ thua lỗ. Trước tiên anh từ bỏ việc đầu tư vào những cổ phiếu giá cao. Thay vào đó, A Trang tập trung chiến lược đầu tư vào những cổ phiếu giá rẻ. Có lẽ do khoản vốn ban đầu có giới hạn nên tôi cũng không thể lựa chọn những mã được nhiều người quan tâm. Xong chỉ đầu tư vào những cổ phiếu có giá dưới 30 nhân dân tệ lại đem đến kết quả bất ngờ, A Trang chia sẻ. Mỗi ngày anh sẽ sàng lọc 30 mã cổ phiếu giá thấp sau đó tiến hành phân tích triển vọng của ngành và chọn ra 10 mã để quyết định đầu tư chu kỳ này cứ lập đi lập và tạo ra phương pháp đầu tư chứng khoán giá rẻ nhưng lại thành công. A Trang phân tích, tôi không có thông tin nội bộ nên không thể là người đi tắt. Song dựa vào tin tức doanh nghiệp công bố về doanh thu hàng tháng và triển vọng của ngành để lựa chọn đầu tư vào đầu, dù có thể bị chậm lại phía sau nhưng dành nhiều thời gian hơn, bạn vẫn có thể tăng cơ hội chiến thắng. Anh cũng nhấn mạnh, hiện nay nhiều nhà đầu tư cá nhân không hiểu về mã cổ phiếu đang đầu tư nhưng lại chỉ mong muốn được nghe ngóng thông tin mật. Họ không biết tại sao cổ phiếu mình lựa chọn tăng giá chứ đừng nói đến tại sao lại giảm. Thậm chí họ còn không quan tâm đến những thay đổi hàng tháng hay doanh thu của công ty, và kết quả thua lỗ là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên nhờ bộ kỹ thuật đầu tư chứng khoán giá rẻ này, anh đã vượt qua mọi bài kiểm tra khắt khe của thị trường chứng khoán. Từ người bán rau, anh trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu được kết quả khả quan. Trong 15 năm thực hiện đầu tư, anh liên tục thu được lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Mức lợi nhuận trung bình hàng năm của anh là 20%. 2013 là thời điểm huy hoàng anh cán mốc lợi nhuận 40%. A. À, Trang nói rằng mọi người thường tập trung vào những mã cổ phiếu giá cao và đang lên. Song là một nhà đầu tư có hơn 15 năm kinh nghiệm, anh khẳng định mình không theo đuổi những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời mà cần thận đào từng hạt vàng trong đất. Trên thị trường chứng khoán đầy rẫy những rủi ro, không phân biệt giàu nghèo, trình độ học vấn, chỉ khi tìm tìm được cho mình phương pháp đầu tư phù hợp bạn mới có thể đánh bại được thị trường và trở thành người chiến thắng. Theo Yahoo News, 101 Media, cụ ông nhặt rác kiếm hơn 9 tỷ đồng trong 3 năm nhờ biết cách tận dụng điều này, cơ hội làm giàu sẽ ẩn giấu ở những nơi bị bỏ qua. Nhờ nhìn được cơ hội làm giàu và biết nắm bắt, người đàn ông 60 tuổi này đã có thể đổi đời sau 3 năm dẫu xuất phát điểm làm nghề nhặt rác. Làm giàu không giới hạn ở công việc nào con đường kiếm tiền chưa bao giờ giới hạn trong bất kỳ công việc nào và cơ hội gia tăng tài sản thường được ẩn giấu ở những nơi bị bỏ qua hoặc không bao giờ được chú ý người đàn ông này là khuyển lâm sinh sống ở thẩm dương trung quốc ông cũng như những người lớn tuổi khác không tìm được công việc phù hợp nên chấp nhận đi nhặt rác để kiếm vài đồng cơm cháo qua ngày trong suốt quá trình nhặt rác ông luôn tò mò tại sao nhu cầu thu mua lon nước ngọt bằng kim loại lại lớn như vậy ông quyết đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này vì chỉ học hết trung học nên kiến thức về các loại vật liệu của ông rất mờ nhạt. Dẫu vậy, ông vẫn muốn biết thứ gì được tạo ra sau khi thu gom lon nước ngọt. Ông đã thuê một người hiểu biết để tìm hiểu cho mình việc này và trả cho họ 50 nhân dân tệ. Sau vài tháng chờ đợi, ông nhận được câu trả lời. Họ thu mua một lượng lớn lon nước ngọt để tinh chế hợp kim nhôm, ma dê. Chỉ thêm một bước xong đã tạo nên sự khác biệt về mức giá. Tại thời điểm đó, nếu bán một tấn lon, bạn sẽ chỉ kiếm được 5.000 nhân dân tệ, nhưng nếu có thể chiết xuất thành hợp kim nhôm, ma dê từ những chiếc lon này, thu nhập có thể sẽ nâng lên mức 10.000 nhân dân tệ, kiếm hơn 9 tỷ đồng chỉ trong 3 năm. Nhìn thấy cơ hội làm ăn, ông chuyển sang chuyên đi nhặt các lon kim loại. Thấy khả năng thu gom của mình quá ít, ông đi mua của những người nhặt rác khác. Đỉnh điểm có ngày ông thu mua được gần 130.000 lon. Khi người khác thắc mắc không biết người đàn ông này đang muốn làm gì thì Khuyển Lâm đã có kế hoạch rõ ràng cho giấc mơ làm giàu của mình. Ông bắt đầu mở một trạm thu mua tại chế để có thể gom tối đa số lượng lon. Sau đó, ông dốc toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để mở xưởng tinh chế quy mô nhỏ. Sau đó Khuyển Lâm tuyển thêm vài nhân công để phụ giúp công việc. Chỉ trong một thời gian ngắn xưởng của ông đã chiết xuất được hàng tấn hợp chất hợp kim nhôm, ma giấy góp phần tăng nhanh mức thu nhập. Khi đạt được lợi nhuận khổng lồ, Khuyển Lâm vẫn tiếp tục duy trì xưởng thu mua phế liệu nhằm cung cấp đầu vào cho nhà máy tình luyện. Liên tục duy trì hoạt động này sau 3 năm ông đã kiếm được 2,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 9,3 tỷ đồng. Từ người nhặt rác bình thường, giờ đây ông trở thành một ông chủ của xưởng tinh chế lon kim loại với hơn 50 công nhân. Nhờ khả năng quan sát nhạy bén, ông đã tạo ra khối tài sản khủng chỉ trong một thời gian ngắn. So với những người già nhặt rác khác, ông lão này không chỉ giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc mà còn kiếm được tiền tỷ mỗi năm mức sống cũng được cải thiện rất nhiều thực tế này chứng minh rằng dù công việc có vị thế cao hay thấp chỉ cần chúng ta tràn đầy hy vọng và luôn khám phá tìm tòi thì thành công vẫn đang đợi bạn ở đâu đó vậy nên muốn làm giàu bạn phải có cái nhìn sâu sắc để phát hiện ra cơ hội và thái độ kiên trì nhiều công việc tưởng chừng như nghèo khó song thường ẩn thức những cơ hội làm giàu khó ai nắm bắt được vì thế tất cả phụ thuộc vào việc bạn có nhìn ra tầm nhìn của công việc đó hay không và liệu bạn có đủ nỗ lực hay không. Một ngành nghề mà người trẻ từng ngại vì lương thấp, giờ trả lương 55 triệu đồng tháng nhưng vẫn rất thiếu người. Với nhu cầu nhân lực rất lớn, ngành học này luôn nằm trong tình trạng thiếu người. Do đó, rất nhiều đơn vị tuyển dụng ngày càng nâng cao đãi ngộ để thu hút ứng viên. Ngành nghề tưởng lương thấp nhưng đang được đãi ngộ lớn. Công việc giáo viên, giảng viên luôn có mức thu nhập được đưa ra bàn luận nhiều lần. Một giáo viên có trình độ đại học, đi dạy ở một trường công lập hiện nay, hưởng lương bậc một sẽ có mức lương giao động mỗi tháng khoảng trên dưới 3,5 triệu đồng bởi vì năm năm đầu không có phụ cấp thâm niên nhà giáo nên khi giáo viên đang hưởng lương bậc một sẽ có hệ số lương 2,34 của lương cơ sở là 1 triệu, vốn sai sẽ 10.000 đồng. Nhân với 30-35% phụ cấp đứng lớp. Tuy nhiên, tổng lương của giáo viên sẽ bị trừ bắt buộc khoảng trên 10% cho các loại bảo hiểm, xã hội, y tế, thất nghiệp và công đoàn phí, đoàn phí, đảng phí, Ngoài ra, còn có thêm nhiều loại quỹ mà giáo viên phải đóng hàng tháng. Vì vậy, nhìn chung giáo viên công lập khi đang hưởng lương bậc 1, 4 năm đầu được nhận hàng tháng khoảng trên dưới 3,5 triệu đồng. Sau đó, cứ 3 năm mà không bị kỷ luật sẽ được tăng một bậc lương, tương ứng hệ số 0,33, khoảng 500.000 đồng cho một lần tăng lương. Chính vì thế, hiện nay những thầy cô giáo có thâm niên 15 năm công tác, lương bậc năm sẽ có tổng thu nhập hàng tháng. Sau khi trừ đi các khoản bảo hiểm, phí bắt buộc là còn gần 7 triệu đồng. Nếu so sánh với các ngành nghề kinh doanh, lao động khác, đây là thu nhập không cao nhưng so với mặt bằng chung các nghề công chức, viên chức khác thì con số này không thấp, vì nhà giáo còn có thêm một số loại phụ cấp mà các ngành nghề khác không có. Điều đặc biệt là gần đây, đứng trước tình trạng tiền dụng không đủ, nhiều trường đại học thậm chí công khai mức thu nhập từ 25 triệu đồng lên tới 55 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo nhiều chế độ đãi ngộ khác. Cụ thể, thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã công khai mức thu nhập lên tới 25 đến 55 triệu đồng tháng cho chương trình tuyển dụng đặc biệt. Trong đó, với chương trình tuyển dụng đặc biệt Tiến sĩ Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường yêu cầu ứng viên có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí hội nghị chuyên ngành quốc tế có uy tín trong thời gian 5 năm. Có thể giảng dạy bậc đại học và sau đại học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Theo mô tả chi tiết của trường, ngoài khối lượng công việc chuẩn tính theo giờ, các tiến sĩ cần đáp ứng khối lượng công việc tăng thêm tùy theo mức thu nhập. Chẳng hạn, mức 25 triệu đồng tháng cần chủ nhiệm ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học được cấp kinh phí tối thiểu 180 triệu đồng năm. Mức thu nhập 35 triệu đồng năm cần chủ nhiệm ít nhất một đề tài được cấp kinh phí tối thiểu 360 triệu đồng năm và mức 55 triệu đồng tháng chủ nhiệm đề tài với kinh phí tối thiểu 720 triệu đồng năm. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, mức thu nhập trung bình hiện nay của người lao động trong trường bình quân khoảng 21 triệu đồng tháng. Trong đó, khối giảng viên cao hơn tối thiểu từ ngày 10-20% và có nhiều giảng viên thu nhập cao hơn khi tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Luôn trong tình trạng khát nhân lực, trong năm 2022, hầu hết các trường đại học đều thông báo tuyển số lượng lớn giảng viên. Chẳng hạn như, bên cạnh những chỉ tiêu tuyển dụng đặc biệt không giới hạn số lượng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh còn thông báo tuyển gần 30 vị trí giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên viên có nguyện vọng làm việc lâu dài. Trong đó, đối với giảng viên yêu cầu đầu vào thạc sĩ, trình độ ngoại ngữ B2 và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đưa ra thông báo tuyển dụng nhiều nhân sự trong đợt tháng 10 vừa qua. Riêng ngạch giảng viên, số lượng chỉ tiêu tuyển của trường đã hơn 100 người. Yêu cầu chung với ngạch giảng viên ở đây là có trình độ thạc sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu khoa học. ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học và có công bố bài báo quốc tế cao .E. SCopus). Tốt nghiệp ở nước ngoài. Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo tuyển dụng gần 30 giảng viên cơ hữu cho 9 khoa chuyên môn, nêu rõ mức thu nhập xứng đáng với trình độ và năng lực. Do đó, yêu cầu của trường đối với ứng viên cũng khá cao, trình độ tiến sĩ, trong đó ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy và có các công trình nghiên cứu khoa học được công nhận. Một số trường khác cũng thông báo tuyển dụng số lượng lớn giáo viên như Trường Đại học Ngoại ngữ, Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển giáo viên cho chính khoa chuyên môn. Trường Đại học Sài Gòn tuyển 30 vị trí vào giữa năm nay. Theo thống kê, toàn ngành giáo dục đang thiếu hơn 100.000 giáo viên. Điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn khi mà cả ba cấp học đều thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước thực trạng này, bộ chính trị đã quyết định giao bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên cho 4 năm tới. Vấn đề thiếu giáo viên cũng đã được nhiều đại biểu quốc hội nêu lên tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội. Còn trên thực tế, chương trình giáo dục phổ thông mới đang được triển khai với mục tiêu đến năm 2025, tất cả các lớp học sẽ hoàn thành việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Để thực hiện được mục tiêu này, điều quan trọng nhất chính là đội ngũ giáo viên không chỉ đủ mà trình độ phải tốt, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới à, tổng hợp. Nghiên cứu của Đại học Harvard, trẻ có 3 điểm kỳ quặc này khi lớn lên sẽ thành công hơn người. Nếu bố mẹ thấy con mình có những điểm kỳ quặc này thì đừng vội ép trẻ thay đổi vì đó có thể là biểu hiện của những đứa trẻ khi lớn lên sẽ thành công hơn người. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều phụ huynh sẽ có những lúc không khỏi phiền lòng trước một số hành vi quái gở của con cái. Tuy nhiên, cha mẹ thường bỏ qua rằng đằng sau những hành vi của con mình có thể là biểu hiện của sự phát triển cả IQ và IQ một người có thể thành công và có triển vọng khi trưởng thành hay không đều nhờ vào sự trợ giúp của hai yếu tố chính là eq và iq cả hai đều không thể thiếu và chỉ thông qua sự hợp tác lẫn nhau của cả hai yếu tố trẻ mới có thể đạt được thành công trong tương lai một giáo sư của đại học harvard đã thực hiện một cuộc khảo sát đặc biệt và phát hiện ra rằng những đứa trẻ có ba điểm kỳ quặc này thường sở hữu eq và iq cao khi lớn lên đa phần đều sẽ thành công hơn người một thường ngẩn ngơ khi còn nhỏ, luôn có một số trẻ thường xuyên rơi vào trạng thái ngẩn ngờ. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy tình huống như vậy đều muốn quấy rầy con cái, khiến cho con phải hoạt động, chạy nhảy vì họ cho rằng trẻ con ngơ ngác là không thông minh. Nhưng thực tế không phải vậy, theo nghiên cứu, trạng thái thôi miên thực chất là một phản ứng khẩn cấp của não bộ để điều chỉnh và thích nghi với những thứ bên ngoài. Lúc này hoạt động ý thức trở nên yếu hơn, đại não ở trạng thái thư thái và tỉnh táo, có tác dụng điều hòa tinh thần rất tốt, từ quan điểm sinh lý học, trạng thái xuất thần có thể giữ cho các hoạt động thần kinh giao cảm và phế vị của não ở trạng thái cân bằng tuyệt vời. Điều này rất tốt cho việc tối ưu hóa tính cách của trẻ. Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ thường xuyên lơ mơ sẽ có trí nhớ, sự tập trung và khả năng sáng tạo tốt hơn. Vì vậy, đừng quá lo lắng khi con bạn thường xuyên ngẩn ngơ. Hai, Luôn đưa bạn bè về nhà Có một số đứa trẻ luôn đưa những người bạn nhỏ của mình về nhà nhưng không nói lời nào với bố mẹ. Thậm chí, trẻ còn đưa hết những món ngon và đồ chơi thú vị của mình cho bạn, như thể con sợ những người bạn sẽ không chơi với con. Nếu con bạn cũng có thói quen này, là cha mẹ bạn nên vui mừng. Theo một nghiên cứu kéo dài 75 năm của Đại học Harvard, giáo sư Robert cuối cùng đã đưa ra kết luận, những người có mối quan hệ giữa các cá nhân tốt có nhiều khả năng thành công và hạnh phúc hơn. Nói cách khác, nếu một đứa trẻ thực sự muốn thành công trong tương lai, nó phải có mối quan hệ tốt với những người khác. Sức mạnh của các kỹ năng xã hội của một người đã có thể được phản ánh trong giai đoạn nhạy cảm với xã hội từ 3 đến 6 tuổi. Vì vậy, hầu hết những người nổi tiếng trong vòng bạn bè khi còn nhỏ sẽ có triển vọng khi lớn lên. Làm thế nào để nuôi dạy trẻ có kỹ năng xã hội tốt? Mối quan hệ gắn bó an toàn nên được thiết lập trong thời thơ ấu và người đầu tiên thiết lập mối quan hệ gắn bó với trẻ chính là mẹ. Nếu một mối quan hệ gắn bó an toàn được thiết lập vào thời điểm này, mối quan hệ giữa các cá nhân trong tương lai sẽ tốt hơn. Và điều này đòi hỏi sự quan tâm tỉ mỉ và phản ứng tích cực của mẹ, lúc này mẹ phải trò chuyện với con nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Sau khi trẻ lên 3 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn nhạy cảm về giao tiếp xã hội. Ở giai đoạn này, cha mẹ nên tạo cơ hội cho con chơi với những trẻ khác, khuyến khích giao lưu với những người xung quanh, dù bạn bè đến thăm nhà. Ngoài ra, cha mẹ nên hướng dẫn con học một số kỹ năng xã hội như chia sẻ, khen ngợi người khác, hợp tác. 3. thích làm lộn xộn căn phòng cho dù căn phòng đã được dọn sạch sẽ thế nào đi nữa nhưng khi trẻ có mặt chỉ trong vòng nửa giờ ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn trẻ có vẻ thích thú với việc làm lộn xộn căn phòng đôi khi sẽ khiến cha mẹ phiền lòng tức giận tuy nhiên một nghiên cứu của đại học harvard đã chỉ ra căn phòng của trẻ càng lộn xộn thì càng có nhiều tế bào thần kinh trong não được kết nối trẻ càng thông minh và sáng tạo hơn nghiên cứu này cũng đặc biệt đưa ra ví dụ về bàn làm việc của nhiều vĩ nhân như anh sơ tanh Job. Mark cơ bớt những chiếc bàn làm việc thực sự mang đến cho người ta cảm giác không nói lên lời. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Các chuyên gia giải thích rằng cơ sở để thiết lập các kết nối neuron trong não là sự kích thích từ thế giới bên ngoài. So với một căn phòng gọn gàng, một căn phòng lộn xộn có thể mang lại cho trẻ sự kích thích giác quan mạnh hơn và đẩy nhanh quá trình phát triển các kết nối neuron. Vì vậy, khi cha mẹ thấy con bày bừa trong phòng, đừng vội đứng ra chỉ trích, điều này có thể cản trở sự phát triển các liên kết thần kinh của trẻ. Một số cách khác để cải thiện chỉ số IQ của trẻ. Một, trẻ từ 0 đến 3 tuổi, kích thích đa giác quan. 0 đến 3 tuổi là giai đoạn phát triển đỉnh cao của não bộ. Ở giai đoạn này, trọng lượng não bộ và các kết nối nơ dòn thần kinh của trẻ phát triển nhanh chóng. Lúc này, càng nhiều kích thích bên ngoài, trẻ càng thông minh, cha mẹ nên kích thích thông qua nhiều giác quan. 2. Trẻ từ 4 đến 7 tuổi, phát triển tư duy trừu tượng. Một trong những đặc điểm của trẻ có năng khiếu là tư duy logic và sự phát triển tư duy logic bắt đầu từ 4 tuổi. Vì vậy, bên cạnh những kích thích bên ngoài đối với trẻ trong giai đoạn này, các bài tập tư duy là không thể thiếu. Vì vậy, nếu bố mẹ thấy con có điều gì nghịch ngợp thì cũng đừng vội la mắng, phủ nhận. Nếu không rất có khả năng bạn sẽ cản bước phát triển EQ hoặc IQ của con mình. Đàn ông có ba đặc điểm này không phú cũng quý, sớm muộn gì cũng làm nên đại sự, bạn có thuộc nhóm này những người thành công chưa chắc là người may mắn nhất hay thông minh nhất song sở hữu ba đặc điểm sau sớm muộn gì bạn cũng có thể làm nên việc lớn thành công làm nên việc lớn là mong muốn của tất cả mọi người bởi không chỉ mang lại sự giàu sang thành công khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn song để đạt được điều này không phải chuyện đơn giản thành công không chỉ liên quan đến tính thời điểm mà còn phụ thuộc nhiều vào tính cách của con người trong cuộc sống nhìn chung đàn ông có những đặc điểm này phần lớn là người có phúc khí sớm muộn gì cũng sẽ lên đại sự Kiên trì, anh Sở Tanh từng nói rằng thiên tài 1% đến từ bẩm sinh và 99% đến từ rèn luyện. Điều kiện đầu tiên để thành công là phải biết kiên trì. Chỉ. chỉ có nỗ lực không ngừng, đúc kết bài học từ vô số lần thất bại, chúng ta mới có thể đặt nền móng cho thành công. Giống như Edison, phải sau 10.000 lần thất bại, ông mới phát minh ra bóng đèn điện. Vì thế thước đo của thành công chính là sự kiên trì, bền bỉ. Với một người thành công, bạn sẽ không thể nghe hết được họ đã vấp ngã bao nhiêu lần và cũng đừng ganh tị trước những chiến thắng nhỏ nhất của họ, bởi những gì đạt được của ngày hôm nay chính là câu trả lời cho câu hỏi liệu anh ta đã đủ kiên định trong cuộc sống và kiên quyết chinh phục những đỉnh cao. Trên thực tế, nhiều người khi gặp phải việc khó sẽ chọn lùi bước, những kiểu người như vậy luôn cảm thấy vấn đề nhiều hơn giải pháp, họ luôn có thể tìm cho mình rất nhiều lý do để bào chữa nhưng lại không thể cho mình một lý do để tiếp tục đi đến cùng. Vậy nên với những người làm nên việc lớn, điều quan trọng là sự kiên trì. Tự tin Một người đàn ông tự tin có tỷ lệ thành công cao hơn những người không tự tin. Chỉ khi hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, bạn mới có thể dốc hết sức để làm một việc gì đó. Nếu Jack Ma không tin tưởng vào khả năng của mình, sàn thương mại điện tử Alibaba sẽ không xuất hiện. Nhiều người từng tranh nhau đi đào một bức tường bởi có lời đồn rằng phía sau đó là bảo thạch. Tuy nhiên, đa số mọi người đều bỏ giờ giữa chừng bởi họ không tin có những viên ngọc quý phía sau cuối cùng vì không tin vào khả năng của chính mình và tin vào chuyện có những viên ngọc quý phía sau nên nhiều người đã thất bại vậy nên người không làm nên đại sự không phải vì đối thủ mạnh mà vì họ tự từ bỏ cơ hội thành công và không đủ tự tin vào khả năng của chính mình đường đời có nhiều thăng trầm nếu muốn tiến về phía trước bạn chắc chắn sẽ gặp phải gian nan song trong những lúc như vậy sự tự tin sẽ là niềm tin để bạn vững bước là mảnh đất để bạn trưởng thành sự tự tin giúp bạn trở nên dũng cảm đối đầu với những chồng gai kinh nghiệm Bí quyết của thành công nằm ở con mắt quan sát của bạn. Newton đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn nhờ một quả táo rơi trúng đầu. Vì vậy, cuộc sống là một quá trình học hỏi và trưởng thành. Thông qua quan sát, chúng ta có thể đúc kết kinh nghiệm để tích lũy cho cuộc sống tương lai. Từ những kinh nghiệm đó, chúng ta có thể đạt được kết quả gấp đôi. Tuân tử từng nói, không tích bước đi không đạt được ngàn dặm, không tích dòng chảy nhỏ không thể thành biển sông. Một bông hoa không đủ để khoe sắc, nhưng muôn vàn bông hoa có thể tô điểm cho cuộc đời một cây có thể không che được nắng nhưng nhiều cây có thể tạo nên bóng mát những thứ nhỏ bé thường không dễ thấy nhưng một khi chúng được tổ chức năng lượng phi thường sẽ bộc phát hơn nữa bạn phải hiểu rằng thành công dù lớn đến đâu thì bạn cũng đã tích lũy từng chút một từ sự tinh tế thành công là một quá trình không ai sinh ra để làm giám đốc cũng không ai sinh ra để làm nhà khoa học con người phải luôn đúc kết kinh nghiệm từ những thất bại liên tục mới có thể tìm được đường đến thành công vậy nên không có đường tắt để đi đến thành công tất cả những thứ bạn muốn đạt được phải là một quá trình tích lũy vì vậy đàn ông càng có năng lực thì ba đặc điểm trên càng thể hiện rõ ràng sớm muộn gì cũng đạt được thành tựu kiên trì tự tin kinh nghiệm là điều kiện không thể thiếu trên con đường đi đến thành công trên thực tế không khó để bạn nhận thấy hầu hết những người đàn ông thành đạt đều có những đặc điểm như vậy vì vậy nếu còn đang khám phá con đường đi đến thành công bạn phải sở hữu cho mình ba đặc điểm này